Rồi, xin chào mọi người. Sáng hôm nay Trần sẽ chia sẻ với mọi người hai cây mai để giao lưu. Đó là cây đầu tiên. Cây này có chiều cao 80, tàn ngang 70 và cốt thân của nó là 14. Cây này là một cái cây mai dáng lông trực lùng lực nha các bạn. Này, dòng giao lá gai. Hoa cực kỳ đẹp nha. Hiện tại bây giờ là nó không có mắc hoa đâu, nhưng mà đảm bảo sẽ hoa đẹp cho các bạn về chơi ha. Đây là cuồng ếch gốc thoát thân nó đi lên này, độ thẩm mỹ của nó ha. Đó là không, cây rất là già nha. Cây bên mình giao lưu hồi giờ là chưa khách hàng nào mà không ưng ý cả, giá cả nó hợp lý. Là gốc đớ này, bộ đớ rễ rất đẹp. Nếu mình quay bên này các bạn xem, đó đớ như một hình thú luôn ha, đang nằm trường trên mặt đất này. Cuồng ếch độ thoát thân nó từ gốc lên tới chi một này. Cái này 1 2 3 4 5 6 7 8, cái này 9 chi một ngọn nha. Cuồng rất là nhiệt, chưa tới một gang tay luôn ha. Đó, xem này mình tranh thủ trời mát thì mình quay hai cây để chụp nữa, xe tải của khách hàng tới mình cũng đi giao nữa, cho nên ngày hôm nay hơi bận rộn tí. Cuồng ếch coi ếch đi lên này, cút thét này. Hiện tại thì bưu điện chưa vận chuyển được vào Nam với ra Bắc, chỉ vận chuyển từ Khánh Hòa ra tới Đà Nẵng thôi ha, nên có lẽ mấy anh miền Nam thì mình cũng miền Nam với miền Bắc mình có một anh em mình cũng không dám giao lưu, bởi vì thời gian chờ đợi rất là lâu. Còn khu vực từ Nha Trang cho tới Đà Nẵng thì ok, có di chuyển càng nhanh nữa, gửi bưu điện được giao tận nơi. Đó, gốc đớ này, bộ trái đớ của cây số 1 nè ha, gốc đớ già xù già mi, cây cuồng đẹp. Đây là phần chi tán ở trên này không, mình mới uống nước diêm đầu tiên à, chưa uống uống nước diêm thứ hai. Các bạn thấy được cái độ diêm chi nó đẹp không, mình tiền nào của nấy ha. Mình sẽ báo giá xíu nữa, mình báo giá trên tiêu đề luôn ha, còn phải cân nhắc giá nữa cho nó hợp lý rồi các bạn dễ mua. Rồi cái dao lấy gai mình quay bên trên cho các bạn xem độ đồng đều của tán này, rất là tròn nha. Mua những cây này về chơi rất là sướng này, bởi vì lùng lực mà dâm chi đều nữa, nhiều đúng không, rừng búp kim nữa nè. Đấy, có búp kim này, mùa này đóng búp kim rất nhiều, full coi luôn ha. Rồi đây cây số 1 nha, hình dáng tổng thể nó nè. Đó, gốc đó. Hôm nay trời nắng ráo quay được hình ảnh nó rõ nét ha, rõ ràng. Rồi, mình chuyển qua cây số 2 ha. Rồi, đây là cây số 2 trong video. Cái này thì dòng dao lá gai nhưng mà lá nó tròn, chứ có lẽ hoa dòng dao hương giống như hôm qua mình đăng này. Mình đấy mình nghi thôi nha, bởi vì cái lượng cây này nó ít á, với lại bây giờ thời điểm này là không có hoa rài nữa, mình cũng chưa đánh giá được chính xác của thơ nó. Búp kim nè, không các đầu chi đầu cành bắt đầu là nó tạo búp kim hết. Cái này cũng chưa đi nước ghim thứ hai luôn, nước ghim đầu lạc nó mục hết rồi, nhưng mà được cái cây được giữ được độ form tán rất tròn đều của nó này. Cái này thì nó cao hơn cây số 1, cái này cao tới 90 lận, gần 1 mét á, mình cho là 90 cho nên các bạn dễ hình dung ha, dễ nhớ thông số không. Cây nó rất là đông đặc mà dân chi nữa nè,
Dìm chì rất là đông đặc. Đây là cái phần gốc đớ bên dưới của nó này. Cái nào có nấy gốc đớ đẹp hết á, già luôn. Không, bộ trái đớ cái này nó lớn. Giá nó còn cao hơn cầu số 1 hả? Cùng thích nó đi lên cũng rất là nhạt chi nha. Nhạt chi nhạt canh này không? Cái cực kỳ già. Để mình qua bên kia mình cho các bạn xem cái bộ gốc đớp hình ảnh bên đó nữa, rồi mình kết thúc video luôn ha. Cái này là nhắc lại là cao 90 nha, tầng ngang của nó là 70. Rèn lọc đá này ha. Bộ trái đớ rất rất là lớn nha. Bởi vì một mình thì mình không có đo được ha. Nên mình đo ướm cái bộ trái đớ này bằng găng tay nha các bạn. Găng tay mình là 22 á. Bộ trái đớ nó tầm 80. Đây là hình dáng gốc của nó này. Coi rất lớn này. Đó. Hình thân thì chỉ rơi vào tầm 14 thôi. Bởi vì mấy cái này nó cùng liếp lứa nó, nhưng mà nó khác nhau cái bộ đớ trái, cho nên là cái chất lượng của cái thẩm mỹ của nó khác nhau thì giá cả nó cũng khác nhau. Coi cực kỳ già nha, đảm bảo cây già cho các bạn chơi luôn ha. Vivo đó, mình không có xối đớ xối rửa trong quá trình nuôi gì hết á, nó lên tự nhiên này không. Đất thì nó còn gần như tràn viền rồi, cho nên không có gì gọi là xối đớ xối rửa nha. Chỉ đôn đớ lúc mà đầu đầu năm á, đầu năm có đôn đớ lên. Đó, bây giờ bộ đớ trái nó đôn tự nhiên nó này, không có xói ra thời điểm này. Thời điểm này xói ra là nó suy coi ngay. Đó, chơi coi mình biết rồi. Thè cứ đớ tự nhiên coi khuế mạnh, coi mới giá trị ha. Đó, cuồng nữa à không. Bộ thoát thân từ gốc đớ ra chi một này. Coi ếch trong vuốt nè. Cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái này hiện tại cũng chỉ có 9 chi một ngọn thôi nha. Phong lùng lực mà. Điều này cao hơn cái cây số 1 một tí. Cao hơn 10 phân. Rồi, ai có thích cây nào alo mình nha. Cây dâm chi đầy đủ. Dâm chi đầy đủ hết. Đó, búp kim quá trời luôn ha. Rồi, mua lẻ một cây giá nó cao hơn là mua xí hai cây luôn nha mọi người. Rồi, xin chào, cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo ha.